thần tài mở kho ban lộc, tiền bạc ùa về. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, đón vận may liên tiếp, trúng số bất ngờ, 100 tỷ cầm tay, giàu có đến già. Quý vị thân mến, làm người hiểu được chính mình còn khó hơn hiểu được người khác gấp vạn lần, cũng như trân trọng được chính mình còn khó hơn muôn phần so với việc trân trọng người khác. Có được một sức khỏe thích đáng và một tâm lý tự tôn đầy đủ, kiên cường đối diện với sóng gió cuộc đời, không vì những ham mê, những bề ngoài của xã hội mà mất đi bản thân, không vì khó khăn nhất thời mà phủ định chính mình, ấy mới là điều chân quý. Thời thời khắc tâm bình khí hòa mà nhìn lại bản thân, nếu như ngay cả chính mình còn không thể chấp nhận thì nói gì đến người khác. Vậy nên, làm người sống sao mà có thể khiến bản thân trân trọng được chính mình, sau đó mới tiến đến hiểu người và hiểu được luân lý của xã hội. Theo lá số tử vi cho thấy, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, chỉ cần bước vào sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhờ ăn ở hiền lương, sẽ may mắn được Bồ Tát phù hộ, hóa hung thành an, ăn ở có đức nên được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, hanh thông, cầu gì được nấy, tài lộc vàng bạc ùn ùn kéo về nhà, không những mua được nhà lầu, sắm được xe hơi, mà còn có cơ hội giàu có khó ai sánh bằng. Có điều, lá số tử vi cũng cảnh báo, sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 là thời điểm khó khăn với người tuổi Mậu Thân, đòi hỏi quý bản mệnh cần phải chú ý và cố gắng hơn rất nhiều trong công việc của mình. Nếu không cẩn thận, nhiều người còn mất việc, thất nghiệp, vỡ nợ, phá sản. Vậy thì vận số của con giáp này biến động ra sao? Từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, quý bản mệnh cần phải chú ý điều gì và đặc biệt cần phải làm gì thì mới hút hết tài lộc về nhà? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Thần tài mở kho ban lộc, tiền bạc ùa về. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, đón vận may liên tiếp, trúng số bất ngờ, 100 tỷ cầm tay, giàu có đến già. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời vận mệnh của người tuổi Mậu Thân. Xét theo tử vi chiếu mệnh, người tuổi Mậu Thân thường rất mưu trí, nhanh nhẹn. Khả năng này giúp họ tiến hành công việc đạt hiệu quả cao và ít khi có sai sót. Mậu Thân nhờ khiếu hài hước, cùng khả năng giao tiếp tốt, họ được nhiều người quý mến nhất là người khác giới. Tuy nhiên, mỗi khi tâm trạng không tốt họ thường đẩy trách nhiệm hoặc sự bực bội sang người khác, nên sẽ mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Người sinh năm này có thời niên thiếu rất vui vẻ, hạnh phúc. Trước tiên bạn có một gia đình rất hòa thuận, sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ dành cho bạn là bất tận. Đối với bạn thời niên thiếu tuyệt vời, tất cả đều không có gì buồn phiền lo lắng. Thế nhưng bước vào tuổi thanh niên sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Nó bắt nguồn từ tính cách của chính bản thân bạn. Bạn coi mình là số một hoạt bát, nghịch ngợm, thích sinh sự và sinh tính đa nghi hay suy nghĩ. Đến khi về già, nói chung cuộc sống của bạn rất thanh bình. Tuy nhiên bạn lại thường nhìn về quá khứ, đắm chìm trong hoài niệm để tìm kiếm những năm tháng đã trôi qua. Nên vì vậy đôi khi họ sẽ cảm thấy cô đơn. Tuổi Mậu Thân tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành sự làm việc. Họ cơ trí linh hoạt tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cái tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, lúc nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Họ yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc, những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ. Hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Mậu Thân nhờ khiếu hài hước, cũng có khả năng giao tiếp tốt, họ được nhiều người quý mến, nhất là người khác giới. Tuy nhiên, mỗi khi tâm trạng không tốt, họ thường đẩy trách nhiệm, hoặc sự bực bội sang người khác, nên sẽ mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh, nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông họ nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người, bằng những câu chuyện thú vị và độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện cởi mở và hài hước. Tuổi này giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục mọi người. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Mậu Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Người tuổi Mậu Thân cũng là người khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Nếu biết kiềm chế hơn thì chắc chắn cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công.
Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ nên họ thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về và ủng hộ. Cũng như bản tính vốn có, những người tuổi Mậu Thân thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả tốt. Họ rất tin vào số mệnh, vì chịu quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Tuổi Mậu Thân có nỗi buồn trải dài theo thời gian, vì những sự cố biến động bãi bể nương dâu. Tuổi này có thiên thời địa lợi về thiên can địa chi, ngũ hành nạp âm, nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực quyết tâm và các tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa đến. Với sự điềm tĩnh và mềm mỏng trong giao tiếp, thì tuổi này rất thích hợp với làm ngoại giao, tư vấn hay vì sự xoay chuyển ứng phó rất nhanh nhẹn, thì kinh doanh bất động sản, nhà đất cũng rất hợp với họ. Các ngành nghề liên quan tới chăm sóc sức khỏe hay tư vấn mua bảo hiểm, hứa hẹn sẽ mang đến thành công lớn trong sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thân. Có thể thấy với tài ngoại giao tốt như vậy, thì việc kinh doanh với tuổi Mậu Thân là vô cùng dễ dàng. Theo năm tháng cuộc đời, ở thời điểm cuộc sống nhiều rối ren, lắm mệt mỏi, người ta thường chần chừ không dám quyết định, quanh quẩn những suy tư, sốt ruột chờ đợi kết quả, chán cảnh cho những nỗ lực của bản thân, tiếc nuối cho một đoạn thanh xuân đã tin yêu và nỗ lực hết mình, tiếc rằng chẳng nhận lại được những gì xứng đáng về bản thân, hiện tại cơ hội là có nhưng chưa có kết quả rõ ràng và cụ thể. Vận thế thấy sự xoay chuyển nhưng chưa được quá thuận lợi và hanh thông. Vì 1968 có cái trắc trở khá lâu rồi, nên để mọi thứ hồi phục hoặc vận may trở về thì cũng cần một loạt thời gian. Nên bạn đừng quá bi quan, cũng đừng quá suy tư, cũng đừng quá chán nản. Cái cám cảnh là ta cống hiến nhưng không nhận lại và nỗ lực nhưng không có thành tựu, ta đợi chờ nhưng không thu được sự công nhận về thân, đâu cũng là điều dễ hiểu trong cái đoạn vừa rồi. Giờ là lúc không cần quá phiền lòng hay bận tâm về những tàn dư của quá khứ, những năm đã qua nhìn lại là nhiều tiếc nuối. Ngang dọc lắm điều chăn trở, bao lần tặc lưỡi kèm một chữ nếu, bao lần chăn chọc cho sự biết trước mà mình lại không tuân thủ làm theo. Quá khứ là thứ bạn không thể thay đổi, nên thay vì phiền muộn cho những gì đã qua, hãy mạnh dạn đứng lên cho đoạn thời cơ cận kề ở phía trước, kẻo vài ba năm sau nhìn lại tiếp tục chăn trở cho cái đoạn hiện tại. Vậy tận dụng được hay không, nắm bắt được hay không, đơn giản chỉ là do chính mình. Và hãy nhớ, bạn đang ở thời điểm bạn không cần quá bận tâm tới thế nhân và người đời. Bạn là một người tốt, sống hết mình và nhiệt thành với thế giới xung quanh. Vấn đề là bạn không thể ép tất cả mọi người nhận ra được điều này. Nhưng đâu có sao đâu, cuộc đời không phải là một cuộc thi trong trường học, nơi ta cần bằng cấp chứng chỉ để thể hiện những gì mình đã trải qua. Có thiên biết, có địa biết, có chính mình biết, thì thế nhân không biết cũng không sao hết. Thức dậy thôi, đến lúc tiếp tục cống hiến và theo đuổi ước mơ của bản thân mình rồi. Không cần quá để ý tới người đời, bạn chỉ cần để ý tới cái bản ngã đang ngăn cản mình mà thôi. Bạn biết đấy, tính kỷ luật là thứ cần và phải có nếu muốn thành công và trong thành tựu. Kỷ luật tức là phải làm những thứ mình ngại làm, như thể mình yêu thích nó. Dường như ít có tuổi nào lại có được đầu óc linh hoạt như tuổi Mậu Thân. Sự thông minh nhạy bén của những người này giúp họ nắm bắt thông tin nhanh chóng và khả năng học hỏi nhanh. Họ có thể thành công trong mọi lĩnh vực mà họ yêu thích và cảm thấy hứng thú. Trí tưởng tượng phong phú, óc tò mò, ham học hỏi. Họ là những người có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng. Họ luôn luôn tích lũy thêm kinh nghiệm, thích đương đầu với những thách thức để luôn được vận động trí não và các giác quan. Người này đa tài, đa nghệ, họ có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ ngành nghề nào, như diễn viên, nhà văn, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên. Họ là những nhà hoạt động xã hội xuất sắc, họ rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp. Chính vì vậy, thương nhân, nhà báo là những nghề rất phù hợp để họ thể hiện được hết tài năng của mình. Bên cạnh ấy, họ còn có khả năng ăn nói hoạt bát, giao lưu kết nối với mọi người là sở trường của họ. Nếu hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, chắc chắn họ sẽ thu được những thành công lớn. Ngoài ra, những người này có sức khỏe dẻo dai và phản xạ nhanh, khéo léo trong các công việc có liên quan tới hoạt động hình thể. Vì vậy diễn viên múa, xiếc, vũ công cũng đều rất thích hợp để họ lựa chọn. Một ưu điểm dễ nhận thấy nữa là sự nhạy cảm, tinh tế và có óc tưởng tượng, quan sát tốt. Bất cứ sự việc nào trong cuộc sống cũng đều gợi sự tò mò đối với họ. Nếu trở thành nhà văn, họ sẽ có nhiều cơ hội trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là luôn thích dẫn đầu và thích người khác phải phục tùng mình. Nếu không sửa được tính xấu này thì họ sẽ bị người khác ghét bỏ, xa lánh và khó có được những cộng sự tốt. Do bản tính thông minh tài giỏi,
người tuổi Mậu Thân cũng có những lúc chủ quan, nên cuộc đời gặp phải nhiều thất bại lớn. Những người tuổi Mậu Thân có tính thích nghi rất cao và khi bắt tay vào làm việc thì họ không nề hà bất cứ việc nào. Điều mà người tuổi Thân làm tốt là vào việc thật mau lẹ, nhưng cần cẩn thận vì tính họ tính phí gấp đôi cho dịch vụ của mình. Bản chất tự nhiên của họ là tò mò, thích ghi điểm và thông minh. Điều này giúp họ đưa đến thành công lớn hơn. Bạn còn một khuyết điểm nữa: khi đang chuyên tâm làm việc một mình mà thấy việc khác thì sẽ bị chi phối. Bạn phải đợi cho việc đó hoàn thành và đem lại kết quả thì mới làm việc khác. Như vậy mới thu hoạch được thêm nhiều. Thêm nữa, có lúc bạn quá coi trọng quan hệ với mọi người, từng đứng bên ngoài nói có lý có tình mà từ chối lập trường của người khác, vì thế mà làm mất đi con đường tài vận. Con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Thân gặp nhiều may mắn. Họ biết cách tận dụng, nắm bắt thời cơ để đạt được thành công. Khi làm việc, những người này rất tập trung, không có bất cứ ai có thể làm họ sao động. Tuy nhiên, nhược điểm rất lớn của những người tuổi này là tự cao tự đại, dễ đắc chí với những gì mình làm được. Họ đề cao bản thân mình và ít khi chấp nhận thua kém mọi người. Đôi khi họ thích phán xét, chê trách người khác, nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận lỗi của bản thân. Những nhược điểm ấy luôn khiến bạn thụt lùi, gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Nếu bạn là người tuổi Mậu Thân, bạn muốn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, thì nên nhớ rằng không nên quá đắc chí, tự cao tự đại về tài năng của mình. Hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân thủ theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vậy tử vi tuổi Mậu Thân 1968, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, biến động như thế nào? Vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi Mậu Thân 1968, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Có thể thấy rằng người tuổi Mậu Thân đang có những bước tiến vô cùng nhanh chóng trong sự nghiệp. Tháng 5 dương lịch là thời điểm nhiều cơ hội mở ra. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì không sợ không gặt hái được thành công, khẳng định được tài năng và vị thế của mình. Tam hội đem tới quý nhân cho bản mệnh, đó có thể là người từ lâu đã không liên lạc, hoặc là bạn bè, người thân thích của bạn. Khi cơ hội đã trao tay, bạn không nên băn khoăn quá nhiều mà hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn là người có tài, chỉ cần cố gắng thì chẳng có việc nào là không thành công. Ngoài ra, nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngần ngại khi đứng trước khó khăn thử thách, bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Thời điểm này nhờ có tinh thần đoàn kết mà mọi công việc đều được giải quyết nhanh gọn, dễ dàng. Tháng này cũng là một tháng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, hướng tập thể tới một đích đến cụ thể rõ ràng và đầy hứa hẹn. Bạn không chỉ chinh phục được lòng tin của cấp dưới, mà còn khiến những cấp trên của mình cảm thấy bất ngờ và đánh giá cao. Hãy mạnh dạn bắt tay và thực hiện những công việc mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu. Đừng tiếp tục chần chừ do dự. Tháng này dự báo có quý nhân xuất hiện, mọi khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng, thậm chí bạn còn được đối phương giúp đỡ để hoàn thành công việc dễ dàng hơn. Nguyệt lệnh lâm đế vượng cho thấy một vài người còn khẳng định được khả năng lãnh đạo dẫn dắt tập thể của mình. Bản mệnh sẽ nhận được sự kính trọng của đồng nghiệp và cấp dưới, có người sẽ được cân nhắc lên một vị trí cao hơn để thi triển tài năng. Xét trên phương diện tài lộc, tuổi Mậu Thân 1968, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Căn cứ tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, những thành tích đáng mừng trong sự nghiệp cũng như làm ăn kinh doanh sẽ giúp người tuổi Mậu Thân có một túi tiền rủng rỉnh. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không lo rơi vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ của mình, nên sẽ được nhận một khoản tiền thưởng nóng không nhỏ. Thậm chí bạn còn có hy vọng vào các quyết định thăng chức, tăng lương mà lãnh đạo dành cho mình. Những thành tích cao trong công việc cũng giúp bản mệnh nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng rủng rỉnh. Đây là khoản tiền vô cùng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Hãy có cách tiêu dùng hợp lý, thậm chí lấy khoản tiền đó để đầu tư, để tiền tiếp tục đẻ ra tiền. Người làm ăn kinh doanh có mối quan hệ xã giao rộng rãi, nên thường gặp được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nhờ đôi bên hợp tác ăn ý mà công việc đạt kết quả tốt hơn dự kiến, đem về khoản lợi nhuận rủng rỉnh hơn. Một số người khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên không cần mất quá nhiều công sức tuyên truyền, mà khách hàng vẫn dồn dập đổ về. Có thể bạn sẽ phải vất vả hơn người khác, nhưng bạn sẽ thu được một khoản tiền không nhỏ. Nếu có ý định ký kết hợp đồng hoặc mở rộng đầu tư sản xuất, thì bạn có thể suy nghĩ tiến hành ngay trong tháng này.
Tất nhiên bạn vẫn sẽ phải vất vả hoặc vướng phải một vài khúc mắc, song quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ giúp bạn hóa giải nhiều nguy cơ. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Mậu Thân 1968, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tháng 5 dương lịch do được nhiều cát tinh chiếu mệnh, nên người tuổi Mậu Thân cực kỳ đào hoa. Xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu những người săn đón, bày tỏ hào cảm. Quan trọng là bạn có rung động với ai hay có muốn đến với ai hay không mà thôi. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, con giáp này bắt đầu để ý hơn tới ngoại hình của mình. Nhờ vậy mà bạn có sự thay đổi lớn lao, khiến những người dù quen biết đã lâu cũng sẽ phải ngạc nhiên. Tháng này của bạn sẽ nhận được nhiều lời mời làm quen của các đối tượng khác giới, song bạn không nhất thiết phải đến với ai đó quá vội vàng. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình, thì đào hoa quá vượng là chưa chắc đã tốt. Thiên Diêu khuyên bạn hãy giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi với người khác giới, kẻo sẽ gây thương nhớ, khiến người khác xì xào bàn tán về mình. Bạn cần biết trân trọng những gì mình đang có, không nên gây cho người thân những tổn thương không đáng, đừng vì một phút ham vui mà phá hủy hạnh phúc mình đang nắm giữ. Trong gia đình bạn cũng hãy quan tâm hơn tới nửa kia của mình, nếu có thời gian dành hãy hâm nóng tình cảm cùng với đối phương, giúp quan hệ đôi bên thêm gắn kết, bầu không khí gia đình thêm vui vẻ hạnh phúc. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Thân 1968. Từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024, người tuổi Mậu Thân không gặp phải vấn đề sức khỏe nào quá đáng lưu tâm trong tháng này. Hơn nữa, càng lúc bạn lại càng ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe, nên bạn sẵn sàng xây dựng cho mình một lối sống khoa học và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Với những người mắc bệnh thì tình trạng bệnh tật có dấu hiệu giảm đi nhiều, chủ yếu là nhờ bạn suy nghĩ lạc quan và tìm được đúng thầy, đúng thuốc. Bạn hãy cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Bạn hãy thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao với mọi người xung quanh mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe, mà còn giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, tạo ra cơ hội cho tương lai. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải từng tuần trong tháng năm dương lịch 2024, để quý mệnh chủ Mậu Thân có những kế hoạch phát triển cho riêng mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 5 dương lịch 2024. Đối với người tuổi Mậu Thân, hung tinh ngũ quỷ án ngữ trong tuần mới, nhắc nhở bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động trước mắt. Con giáp này có thể bị chơi xấu hãm hại sau lưng, hoặc vướng vào những điều thị phi không đáng có. Dù đang ở vị trí nào, bản mệnh vẫn có nguy cơ bị lật đổ khỏi vị trí mình đang đảm nhận. Sự nóng này có thể trở thành liều thuốc độc cho chính bạn. Khi không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định và lựa chọn sai lầm, dù gặp khó khăn hãy cứ bước đi bằng chính đôi chân của mình, đừng vội vàng buông xuôi. Đầu tuần tài lộc không ổn định, có dấu hiệu phá tài, nên cần chi tiêu thận trọng chớ vung tay quá chán. Cuối tuần bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt thì mới có thể thu được khoản tiền này về tay, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Đặc biệt tuần này chớ nên hành động mạo hiểm, liều lĩnh đôi khi sẽ làm bạn rỗng túi, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Rất may là gia đình hòa thuận êm ấm, giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui tươi, có thể tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn hiện tại. Tuy nhiên bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm trò chuyện với người thân nhiều hơn, để tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết. Quý nhân, Tý, Sửu, tiểu nhân, Mão, Hợi. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 12-78. 26. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 5 dương lịch 2024. Người tuổi Mậu Thân có nhân duyên khá vượng trong tuần mới, nhờ có sao Thái Âm che chở. Đặc biệt quý nhân trong tuần này của bạn có thể sẽ là nữ giới, vậy nên hãy để ý hơn tới những người như vậy xung quanh mình. Dưới sự chỉ dẫn và giúp đỡ của đối phương, bạn sẽ có những phát triển bất ngờ. Đường công danh sự nghiệp tuần này nhìn chung tiến triển khá tốt, con giáp này sẽ nhanh chóng vượt qua được những thách thức đang đặt ra. Bên cạnh đó bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước kia, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho thêm nhiều trọng trách. Tuần này bạn cũng đón những tín hiệu tốt về phương diện tài lộc, nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên. Công việc của con giáp này cũng đang trong tiến triển thuận buồm xuôi gió, nên nó sẽ là nguồn thu nhập ổn định nhất. Hãy cứ tập trung cao độ để phát huy tốt mọi khả năng. Bản mệnh sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.
nhân duyên vượng rất thích hợp để các đôi hâm nóng mối quan hệ, hàn gắn rạn nứt từ trước đó, hoặc nâng cấp tình yêu của mình. Trong khi ấy, người độc thân cần phải đưa tay nắm giữ hạnh phúc, đừng kén cá chọn canh mãi nữa, nếu không vẫn cứ mãi cô đơn lẻ bóng mà thôi. Quý nhân, Thìn, Sửu, tiểu nhân, Tỵ, Ngọ, màu sắc may mắn, hồng, xanh da trời, con số phát tài, 56-23-89. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 5 dương lịch 2024. Sao dịch mã tác động, người tuổi Mậu Thân kiểm soát rất tốt công việc hiện tại của mình, không có nhiều biến cố hay bất ngờ xảy đến, bạn có cơ hội gặt hái được thành công, nhưng đòi hỏi phải cực kỳ nỗ lực và chuyên sâu vào công việc hiện tại, thì mọi thứ mới diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Nếu con giáp này đang theo nghiệp kinh doanh, thì cần nắm bắt tốt các cơ hội và đầu tư một cách hợp lý mới có thể đón nhiều nguồn thu tốt. Những người làm không ăn lương cứ chăm chỉ thì chắc chắn sẽ được cấp trên tin tưởng hơn, bởi chính những cố gắng và công sức đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, với vấn đề tài chính, bạn được nhắc nhở cần phải hết sức thận trọng, đừng cho phép bản thân sa vào mua sắm quá tay thì tự gây rắc rối cho mình. Nhất là khi hung tinh kiếp tài là điềm báo cho bạn sẽ gặp rắc rối liên miên, có liên quan tới tiền bạc, sai một ly là đi một dặm. Trong tình yêu, bạn luôn là con người thụ động, khiến đối phương cảm thấy dường như bạn không mặn mà với chuyện tình cảm này. Đó là lý do mối quan hệ hiện tại không có bước tiến nào rõ ràng, mà còn càng nhạt nhẽo. Đừng ngại ngần khi thể hiện sự chân thành cho người ấy thấy bạn nhé. Quý nhân, Tý, Dậu, tiểu nhân, Hợi, Tỵ, màu sắc may mắn, đen, đỏ, con số phát tài, 56-09-23. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tháng 5 dương lịch 2024. Được cát tinh thái dương hậu thuẫn, công danh sự nghiệp của người tuổi này đang trên đà thăng tiến, vận khí khởi sắc, bạn có thể nhanh chóng vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu đã định. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, nên đừng làm lơ. Đường tài lộc của tuổi này rất rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ tới bất ngờ. Chính sự nhạy bén của bạn là thành công trong công việc và mang lại những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nếu biết chi tiêu vừa phải, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với mức thu nhập hiện tại. Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng đang vô cùng ngọt ngào. Sự nhẹ nhàng tinh tế trong cách quan tâm chăm sóc của bạn thực sự khiến người ấy không thể rời mắt khỏi bạn. Bạn thực sự hài lòng với chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại. Người độc thân có thể sẽ được giới thiệu mai mối cho đối tượng khác giới, nhưng bản mệnh chưa thực sự nhiệt tình với mối quan hệ nghiêm túc ở thời điểm này, nên thái độ khá hờ hững. Nhưng nếu bạn đã có ý định gặp gỡ đối phương, thì nên có sự chân thành để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau. Quý nhân, Tý, Thân, tiểu nhân, Hợi, Mão, màu sắc may mắn, đen, xám, con số phát tài, 56-79-22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, câu chuyện về giàu vật chất tưởng như là ai cũng phải ao ước, như chú chuột đồng sau đây, khiến chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại. Dường như chúng ta đã quá vội vã, nuôi ảo vọng quá lâu, mà đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Câu chuyện cuộc sống thú vị về chuột nhà và chuột đồng. Có hai chú chuột nhà và chuột đồng khá thân thiết, nhưng cuộc sống khác xa nhau. Khi chuột nhà ở trong một biệt thự lớn, luôn được thưởng thức những đồ ăn ngon, đồ uống, hoa quả ngập miệng. Trong khi đó, anh bạn chuột đồng lại chỉ ăn rau xanh và những hạt thích dùng ở ngoài đồng. Cả hai đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chuột nhà có lần tới thăm nhà bạn và được chuột đồng chuẩn bị một bữa ăn, được xem là rất thịnh soạn với rau, lẫn ngô và một cốc nước uống. Thế nhưng chuột nhà không hài lòng cho lắm và thầm nghĩ, sao bạn mình có thể sống như thế này được nhỉ? Hai chú chuột vừa ăn vừa trò chuyện và chú chuột đồng khá tò mò về cuộc sống của anh bạn mình nơi xa hoa, sung sướng ấy. May mắn là hôm sau, anh được chuột nhà mời vào thành phố để cùng thử trải nghiệm những điều anh ta kể. Sau một hành trình dài, hai người cũng đã tới được biệt thự lộng lẫy nơi chuột nhà ở. Ngay sau đó, một bữa ăn thịnh soạn được bắt đầu với kẹo, mứt, phô mai. Chuột đồng vô cùng thích thú vì anh ta chưa từng được thưởng thức những món ngon như thế. Thế nhưng, ngay khi chuột ta định ăn thì nó bỗng giật mình hoảng loạn vì nghe tiếng mèo kêu, miếng bánh trên tay rơi mất và cả hai cùng chạy trốn, tránh thiệt mạng. Khi mèo vừa rời đi,
hai chú chuột mới thong thả bước ra và nghĩ cuối cùng cũng đến lúc chúng có thể ăn uống ngon lành. Thế nhưng khi chỉ mới ăn được một chút, thì cánh cửa bỗng mở toang, thì ra người hầu bước vào để dọn dẹp bàn ăn. Đi sau là một con chó to, đang nhe răng để giữ tợn. Hai con chuột lại hồn siêu phách lạc, chạy trốn thật nhanh, chuột đồng và chuột nhà chạy thục mạng. Hai con chuột nhìn nhau, sau đó, chuột đồng chào tạm biệt chuột nhà để đi về. Nó nói anh có thể có những đồ ăn cao lương mỹ vị mà tôi không có, nhưng tôi thì lại thích cuộc sống bình yên nơi đồng quê, dù hàng ngày chỉ ăn rau và cơm, hãy bảo trọng anh bạn nhé. Bài học rút ra, hãy dành một phút để nhìn nhận lại xem, chúng ta có giống như những chú chuột nhỏ kia, chỉ vì muốn có những bữa ăn thịnh soạn, nhưng dù có cơ hội, ta cũng chẳng thể thưởng thức một cách thanh nhàn, ăn uống cũng nhanh nhanh, chóng chóng, sợ bị người khác giành lấy mất. Nhìn xa xa là chúng ta mong có cuộc sống hạnh phúc, sung túc, mặc dù cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng luôn thấy căng thẳng, mệt mỏi, mọi thứ cũng chỉ là giả tạm, vay mượn. Bầu trời của ai cũng xanh như nhau, nhưng quan trọng là ta có đủ thời gian ngắm bầu trời ấy hay không mà thôi. Vì thế, dù mải kiếm tiền hay chọn cuộc sống thanh nhàn, cũng đừng quên rằng chúng ta cần giữ cân bằng trong tâm hồn để có thể thưởng thức khi tâm hồn ta có trời và biển. Nó luôn xanh thẳm và bình yên, thì lúc đó chúng ta sẽ là người giàu có nhất trên thế gian này. Khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh vậy. Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh, sự nghiệp. Đừng để cho những tham vọng về công danh, tiền bạc làm phai mờ đi vẻ đẹp cuộc sống vốn có bằng cái nhìn tầm thường của mình. Tâm hồn ấy đã dần dần bị mất đi sự vô tư ngày nào. Khi đi qua những năm tháng gian nan, vất vả, nhiều phiền muộn lo toan, khi tiếp xúc với quá nhiều người xấu xa, ta càng nảy sinh nhiều hoài nghi vì xã hội đầy rẫy những con người nhỏ nhen, lọc lừa. Chúng ta đã biến thành một người thiếu kiên nhẫn, dễ cáu giận, suy nghĩ hời hợt, ngắn hạn, biến mình thành một người luôn giả tạo như những người xung quanh. Tất nhiên ta cũng chẳng thể quay về để trở thành chú chuột đồng kia, một khi trong lòng ta luôn đam mê khám phá cuộc sống mới, nhưng để cân bằng cuộc sống hợp lý cũng là điều tuy khó, nhưng là điều chúng ta cần chú tâm, mới mong có ngày thay đổi được. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch cho người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.